mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một điểm báo của đài phát thanh truyền hình yên bái. thưa quý vị và các bạn, đại tướng võ nguyên giáp là vị tướng lĩnh tài năng kiệt xuất có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của đảng và dân tộc, đặc biệt trong cuộc kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược 1945-1954. trên cương vị tổng tư lệnh quân đội, đại tướng đã kịp thời tham mưu chỉ đạo xây dựng những đại đoàn chủ lực mạnh mệnh danh những quả đấm thép tạo tiền đề vững chắc cho kháng chiến đi đến thắng lợi. những quyết định trong tham mưu chỉ đạo xây dựng các đại đoàn chủ lực Đồng thời trực tiếp chỉ huy các đại đoàn lập nhiều chiến công vang dội, là một đóng góp xuất sắc thể hiện rõ nét tư duy sáng tạo, tầm nhìn chiến lược đúng đắn của đại tướng Võ Nguyên Giáp. Có thể khẳng định, quyết định tham mưu chỉ đạo xây dựng các đại đoàn chủ lực, đồng thời trực tiếp chỉ huy các đại đoàn lập nhiều chiến công vang dội là một đóng góp xuất sắc thể hiện rõ nét tư duy sáng tạo, tầm nhìn chiến lược đúng đắn của đại tướng Võ Nguyên Giáp, đúng như nhà sử học Mỹ McDonald nhận xét ông Giáp đã tỏ ra những đức tính xuất chúng trong tất cả mọi lĩnh vực lớn nhất của chiến tranh. Về chiến lược, ông đã có một tầm quan sát sâu sắc các sự kiện và đã khoanh vùng những vấn đề chủ yếu. Hướng đến kỷ niệm 110 năm ngày sinh vị tướng huyền thoại 25 tháng 8 năm 1911, 25 tháng 8 năm 2021, chúng ta càng thêm tự hào về truyền thống quân đội anh hùng, dân tộc anh hùng, từ đó không ngừng lao động, học tập, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, giàu mạnh, vững bước trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Kem bàng hay kháng chiến thời nào cũng vậy, có hai nhân tố cực kỳ quan trọng có ý nghĩa quyết định thắng lợi, đó là lãnh đạo tổ chức và sự đoàn kết đồng lòng ủng hộ của toàn dân. Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc ta. Sức mạnh đoàn kết dân tộc trong lịch sử hào hùng của đất nước được phát huy làm nên thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945, trở thành bài học quý giá làm nên thắng lợi trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược, xây dựng chủ nghĩa xã hội, đặc biệt là trong 35 năm đổi mới đang hiện hữu trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19. Đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược là bài học lớn của cách mạng Việt Nam. Từ kinh cáo đồng bào của Nguyễn Ái Quốc 80 năm trước, tháng 6 năm 1941, đến lời kêu gọi gửi đồng bào, đồng chí chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài của Tổng Bí Thư về công tác phòng chống đại dịch COVID-19 cho thấy, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc luôn được giữ gìn và phát huy. Cả nước đồng lòng chung sức tất cả vì miền Nam ruột thịt, tâm điểm là thành phố Hồ Chí Minh thân yêu với tinh thần thương người như thể thương thân, lá lành đùm lá rách. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, điều hành năng động sáng tạo của chính phủ, cả hệ thống chính trị vào cuộc cùng sự chung sức đồng lòng của toàn dân, ủng hộ của bạn bè quốc tế, chúng ta tin tưởng sự nghiệp chống dịch như chống giặc nhất định sẽ thắng lợi trong một thời gian không xa. Hôm qua 16 tháng 8, hội nghị triển khai chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng diễn ra trên quy mô toàn quốc. Trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng hội nghị được tổ chức trang trọng, nghiêm túc, trách nhiệm, an toàn, càng cho thấy quyết tâm chính trị rất cao của các tổ chức thành viên trong khối mặt trận thống nhất nhằm sớm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Thật đáng hoan nghênh với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu đã thẳng thắn trên cơ sở một chương trình hành động thống nhất đảm bảo tính khoa học và thực tiễn sẽ là tiền đề đẩy nhanh để mạnh quá trình vận hành triển khai nghị quyết đại hội 13 của Đảng một cách thiết thực, đúng trọng tâm, trọng điểm. Cũng vì thế mà việc phù hợp của các tổ chức thành viên sẽ trở nên nhịp nhàng đồng bộ, tạo sức mạnh đoàn kết to lớn góp phần khắc phục để lùi các hiện tượng lúng túng hay bị trồng lấn trong quá trình triển khai nghị quyết, nhất là các biểu hiện đùn đẩy trách nhiệm, phần việc gây cản trở tiến độ chất lượng đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Trong điều kiện mới, các tổ chức thành viên cần ưu tiên tập trung lãnh đạo cụ thể hóa chủ trương giải pháp của Đại hội Đảng lần thứ 13 vào các nhiệm vụ trước mắt có tính chất cấp bách là vừa phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, vừa triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, cùng cả nước phấn đấu thực hiện tăng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2021 và 5 năm, năm 2021-2025 hơn bao giờ hết trách nhiệm cao của cả mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên là tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, tham gia xây dựng đảng, nhà nước ngày càng trong sạch vững mạnh, tuyên truyền vận động phát huy sức mạnh tổng hợp, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết đại hội 13 của đảng đã đề ra. Dịch Covid-19 khiến việc đi lại rất khó khăn, thế nhưng việc xúc tiến thương mại mở cửa thị trường cũng như tháo gỡ khó khăn trong xuất khẩu cho nông sản Việt Nam vẫn được ngành nông nghiệp cùng các đơn vị triển khai với nhiều hình thức linh hoạt. Điều này đã góp phần đưa nông sản Việt Nam tiếp tục được mở rộng trên thế giới và là điểm sáng với giá trị xuất siêu ấn tượng 3,9 tỷ đô trong 7 tháng qua. Giờ đây muốn xuất khẩu tốt, điều đòi hỏi phải truy xuất được nguồn gốc. Việc có mã số vùng trồng, vùng nuôi thủy sản sẽ giúp sản phẩm được tiêu thụ tốt hơn. Tổng cục Thủy sản, Cục Bảo vệ Thực vật và các địa phương cũng rất tích cực thúc đẩy việc này. Nhiều địa phương đang rất thảo hứng, quyết tâm hoàn thiện hồ sơ để đề nghị Cục Bảo vệ Thực vật cấp mã số vùng trồng như Bắc Giang với cây lúa, Phú Thọ với cây bưởi, Đắk Lắk Gia Lai với sầu riêng. Mặc dù việc cấp mã số vùng trồng đòi hỏi rất nhiều điều kiện, công đoạn khắt khe, khó khăn đi kèm, nhất là trong điều kiện dịch Covid-19. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Quốc Doanh yêu cầu cục bảo vệ thực vật đẩy mạnh hơn nữa tốc độ cấp mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói, bởi so với diện tích nông sản xuất khẩu của Việt Nam, việc cấp mã số như trên vẫn còn rất khiêm tốn. Cùng với những giải pháp kỹ thuật, ngành nông nghiệp cũng tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn nông dân sản xuất tốt theo các tiêu chuẩn như Global Gap, Việt Gap. ASC hay việc phổ biến hướng dẫn các quy định thị trường giao cản kỹ thuật trong thương mại nông sản định hướng xuất khẩu nông sản tại các thị trường để các địa phương doanh nghiệp nông dân đáp ứng kịp thời từ đó tạo thuận lợi cho khâu xúc tiến thương mại đến nông sản Việt Nam tiếp tục vươn xa trong dịch bệnh. Bộ Tài chính vừa kiến nghị chính phủ giảm 30% tiền thuê đất năm 2021 để hỗ trợ doanh nghiệp do chịu tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19. Đây là một trong những giải pháp mà các bộ ngành đang cố gắng tham mưu cho chính phủ để giúp đỡ doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong bão dịch từng bước phục hồi tiến tới phát triển. Trên thực tế không phải tất cả các doanh nghiệp đều trông chờ vào các gói hỗ trợ của chính phủ, dù gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hóa, quay vòng vốn, không những không dựa dẫm vào các gói hỗ trợ của chính phủ, một số doanh nghiệp còn góp tiền ủng hộ chính phủ chống dịch, hỗ trợ người lao động mất việc. Sự tương tác qua lại đó thể hiện sự đồng tâm nhất trí, trên giữ một lòng tạo thành khối đại đoàn kết toàn dân để giành thắng lợi mục tiêu kép, vừa chống dịch hiệu quả nhưng vẫn phát triển kinh tế đảm bảo an sinh xã hội chính phủ hỗ trợ doanh nghiệp và người dân, người dân và doanh nghiệp lại đứng bên ủng hộ chính phủ, lo gì cuộc chiến với giặc dịch, không thắng lợi. Niềm vui chiến thắng sẽ không còn xa, hãy tin điều đó. Dịch Covid-19 bùng phát đã khiến đời sống của người dân ảnh hưởng nặng nề. Rất nhiều người kinh doanh buôn bán thuộc các ngành nghề khác nhau đã vượt qua đại dịch bằng cách phải thay đổi thích nghi với tình hình mới. Đó có thể tồn tại phát triển trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát như hiện nay, người kinh doanh nhỏ lẻ hay các doanh nghiệp đều phải lựa chọn cho mình những bí quyết, định hướng và kế hoạch dài hơi để có thể dễ dàng thích nghi với trạng thái giãn cách xã hội còn lâu còn dài. Có thể thấy việc áp dụng công nghệ 4.0 trong kinh doanh mùa dịch đã giúp rất nhiều hộ kinh doanh nhỏ lẻ hay các doanh nghiệp đi từ ngưỡng khó khăn đã có những chuyển biến tích cực. Đặc biệt với nhu cầu mua sắm online tăng cao hiện nay thì việc tận dụng công nghệ 4.0 sẽ mang đến rất nhiều lợi ích Bên cạnh đó đảm bảo an toàn cho mình và cho khách hàng là yếu tố quan trọng luôn cần được đặt lên hàng đầu. Như vậy dù tình hình dịch bệnh diễn biến khó lường, các hộ kinh doanh cũng có thể duy trì hoạt động và phát triển trong tương lai. Dịch kéo dài quá lâu, chi phí tăng mạnh trong khi doanh thu sụt giảm, sức mua yếu, thị trường tiêu thụ co hẹp, đến lúc này rất nhiều doanh nghiệp đã thực sự kiệt sức. Thực tế sau một thời gian áp dụng, phương án 3T đã bộc lộ nhiều bất cập, hầu hết doanh nghiệp không thể duy trì được mô hình này do chi phí đội lên quá cao. Các biệt một số doanh nghiệp 3T đã trở thành ổ dịch, thế nên nhiều doanh nghiệp đề xuất phương án hai tại chỗ, một vùng xanh, nghĩa là để công nhân có thể ăn uống sản xuất tại chỗ nhưng về ngủ ở vùng xanh. Hay các doanh nghiệp bất động sản sau nhiều lần tuyên bố không cần hỗ trợ tiền, chỉ cần hỗ trợ chính sách thì nay cũng kiến nghị ngân hàng hỗ trợ giảm lãi suất, không chuyển nhóm nợ xấu với các khoản vay đến hạn. Bộ Tài chính sẵn tiến độ thuế, tiền sử dụng đất bởi tác động của dịch bệnh đã làm trầm trọng thêm những khó khăn của thị trường bất động sản. Với đặc thù tài chính lớn ở thời điểm hiện tại, thị trường bất động sản gần như đóng băng, không có giao dịch nên đa số các doanh nghiệp đang đứng trước nguy cơ chết trên đống tài sản. Những câu chuyện trên không mới, cũng không có gì đặc biệt và có lẽ ai cũng nghe thấy ở đâu đó xung quanh khi dịch bệnh kéo dài quá lâu, khó khăn đã bao trùm lên tất cả. Doanh nghiệp lớn thì khó lớn, doanh nghiệp nhỏ thì khó nhỏ. Trong cái khó chung lại có những vướng mắc riêng, trong cái tổng thể có những đặc thù. Vì thế, nhiều gói hỗ trợ đã và đang tiếp tục được đề xuất, nhưng với thể trạng hiện nay, cần sự vào cuộc của tất cả các bộ ngành, cần sự phù hợp đa dạng các giải pháp tài khóa tiền tệ cho đến gỡ vướng mắc về thủ tục chính sách. Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều tác giả văn chương gặp khó khi tìm cơ hội từ các đơn vị đầu tư xuất bản tác phẩm của mình, đặc biệt là các tác giả trẻ. Đứng trước tình huống đó đã và đang ngày càng có nhiều người chọn giải pháp tự đầu tư xuất bản và phát hành sách. Thông qua các kênh cá nhân trên mạng xã hội, nhiều tác giả hiện nay đã và đang tự truyền thông, giới thiệu tác phẩm của mình, đó là cách mưa dầm thấm lâu lan tỏa dần dần cho bạn đọc. Khi nhiều người nhìn thấy tác phẩm văn chương được giới thiệu, họ sẽ nảy ra ý định mua hơn là khi không nhìn thấy hoặc không biết đến tác phẩm. Truyền thông cho tác phẩm dù là trên các phương tiện thông tin đại chúng hay trên các trang mạng xã hội, nếu làm tốt sẽ được nhiều người biết đến, từ đó mang lại nguồn thu cho tác giả. Sau một lần xuất bản như vậy, tác giả sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm để lần sau có tác phẩm tốt hơn cả về nội dung hình thức cũng như cách giới thiệu đến độc giả. Mục điểm báo của Đài Phát thanh truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.